Hello anh em và chào mừng mọi người quay trở lại với channel của CZ. Đèn này hơi tối không nhỉ? Mình để đèn sang bên này nhỉ? Chúng nó nhỉ, sáng hơn là bao nhiêu? Để bên này ăn sáng hơn anh em. Cái đèn này phèn quá, sắp tới rồi mua mấy cái đèn khác anh em ơi. Swear I would be here by 5 o'clock. Gì đây nhỉ? Hai cao cường rồi này anh em. Mình đang muốn test thử định mệnh phát để vì mình thấy định mệnh tỷ lệ anh em chơi định mệnh cũng ít hơn so với cả Sử Thanh Hoa với cả Kai'Sa với cả Kane các thứ. Cũng đang muốn test thử định mệnh vì ít khi mình chơi định mệnh anh em. Mà để xem nào nhé. Chơi này đi. Anh em đánh gì đấy? Anh em đánh ấn gì? Sử Thanh Hoa này nảy bật này làm chuyện thiên cung không nhỉ, làm chuyện thiên cung được không nhỉ? Được, anh em có một cái huyết kiếm này. Thiên cung được đấy nhỉ. Có ai ấn thiên cung không? Này ấn này chưa lấy này. Long Vương Tài. Ấn này chưa lấy. Thiên cung à? Cũng được ha, lâu đánh thiên cung em bình nó luôn.
Cha này cũng phải có máu đánh thiên cung phết nhỉ. Hoa rồi. Thật tài. Quý nhân. Cảnh vệ. Không nhiều người tranh thiên cung đâu, mình nghĩ chắc có khoảng một hai người đánh thôi. Một bạn bạn ấy cầm cái huyết kiếm với giáp khổng lồ bạn nào ấy. Nên mình nghĩ có khi vẫn tranh được. Tranh được thiên cung ấy em. Lee Sin thực ra mình không thích lắm. Mà để mà chọn lấy khi mình cũng lấy Lee Sin, không để đồ Lee Sin đâu anh em, thả đồ cho Soraka hơn. Ngoại trừ mấy con này ra còn con bốn vàng nó kẹp hợp nữa nhỉ, có om được, om khổng lồ được, bỏ Lee Sin thì lấy con om hơn anh em ơi. Soraka Neko Quizana Kha'Zix nó phải cần mình bán con lắc đi vậy. Xong đấu à? À máy thế bạn này đánh xong đấu anh em ơi. Đấy phải bạn mà như cái bạn mà mình đang sợ cướp bài mình đúng không? Vương. Ở đây lấy ấn tử thần cũng được nhỉ. Em mới gọi ấn tử thần. Bốn tử thần. Không thân xa lấy ấn thiết cung cũng được. Thiết cung nó có thêm hút máu cho team. Cung thì mỗi tội không có một tí đấu sĩ nào trong người. Helios cảnh vệ. Tài rồi này. Đoạn Đoạn thiên cung kia chuyển sang xong đấu rồi anh em ơi. Được đấy, được đấy. Không người, người chào tranh là mình thấy thú vị rồi đấy. Vị Han Sohi đấy. Hiền giả con bao này đánh này. Khổng lồ thêm con om này. Những thần rừng nhỉ, có Kindred, có khi mình bỏ Kha'Zix đi lấy Kindred không? Kha'Zix đi mất mất cái tỷ lệ chí mạng của con Kha'Zix. 12% tỷ lệ chí mạng cả team. Không tiếc gì thần rừng anh em. Cao cường này. Cao cường đấy là gì nhỉ? Kha'Zix với cả bán sướng lắc đi mất rồi. Hiền giả của mình cũng thích con này này. Mình thích con này hơn cả con Lee Sin cơ. Pick thêm hiền giả cho mình. Nhận 12% hút máu toàn phần cộng với cả cái ấn thiên cung nữa là 6% nữa là 18% hút máu toàn phần rồi. Cũng nhiều hút máu lắm mình anh. Đó, thằng này cầm đồ cho mình rồi anh em ơi. Revenge 2 à? Cho vào cũng được. Một cái sao chép cỡ nhỏ này. Thì lấy con Yon 2 sớm để mình cầm máu cũng được.
Hay là mình đánh John 3 luôn nhỉ? Đánh 4 tử thần luôn không? Đánh 4 tử thần thì thà nãy lấy cái ấn tử thần hơn. Đang tích không cần nữa. Fan. Một hai ba bốn năm vàng sáu bảy vàng được sai vứt sửa đi ồ quá chứ đấy nè hết kiếm nè cần phải bán nốt Aphelios đi nhé. Con cần bán hết đi. Xin ô của đấy bán xin viên đi cho Aphelios với tấn thiên cung này cũng ngon ta. Bây giờ thì quá muộn rồi. Tiếc nhở và đấy mình hơi tiếc. Bán Aphelios đi bây giờ cũng tiếc. Hai Aphelios ê có cao cường này. Được đấy, được đấy. Mày lấy này, bắt con. Đó. Cầm máu đi anh em ơi, cần cầm tìm máu. Kha'Zix không cần nữa không? Kha'Zix đi rồi. Morgana cần quỷ thư và Sojin thôi không? Ok, tắt luôn này đi. Đan thì chắc là vẫn đẩy gánh bằng Kane với cả Morgana rồi nha. Bắn tiên công cho Morgana. Mong hôm nay tranh tranh của mình. Thần tài. Năm thần tài à? Trông cũng gây giận lòng người phết nhỉ. Ani khỏe quá mà. Ani này khỏe quá mà. Châu đánh lộn chết rồi anh em ơi. Châu đánh lộn chết. Trừ khi mình chết trước. No, 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 no. No, no, no. Lắc à? À mình nếu mà có lắc thì mình lấy con lắc này ngon hơn con kia anh em ơi. Hoặc con Annie. Lấy được Annie thì càng tốt, mình tanh cho điên khủng luôn. Cứ ping tạm đây nhá, tí mình lấy. Sứ thăng hoa. Đòn một hơi yếu anh em ơi. Cần kênh. Muốn tán sớm. Aphelios này không có định mệnh nữa. Quá đau đớn. Có này mình không dùng làm gì cơ. Cái này chắc dù lắm mình dùng cho Soraka là cùng. Tí nước mắt thì cũng được. Cái này cũng ngon nhở. Ừ, lấy con om này cũng ngon. Thôi lỡ lấy rồi. Sao thế? Kể ra cái giáp đấy cho con. Cho con này hai giáp cũng được. Bởi vì thì mình cũng nhiều hút máu rồi. Cần gì thêm cái bàn tay này nhỉ? Luôn cho sớm. Con này cần Sojin đúng không? Ờ, con này lại cần Sojin. Morgana. Sojin trước đi.
Đây, thế giòn quẹt thêm một phát nữa. Còn Morgana này chưa có cái quỷ thư Morello vẫn hơi yếu. Mà thêm quỷ thư sẽ điên khủng hơn một tí. Vẫn nhiều đam nhất đấy. Lên luôn John 2 cầm máu anh em, đang làm bên dưỡng cũng chẳng làm gì. Soraka mình nghĩ kiểu gì cũng lên được 2 thôi, không ai tranh cả. Thả lên luôn bây giờ cầm máu và làm tím, không đánh John. Cầm máu đi. Sống vội lắm anh em ơi. Chơi game này sống vội rồi. Cầm được thêm tí máu là cầm thêm, không đi đi trước khi kịp nhìn cái mặt trời mất. Còn lại không ăn thua luôn này anh em ơi, sợ quá à. Này xoay sang đánh xa thiên cung nhà mình này, ghét thế nhở. Lấy xử con cái xa về không? You is me à? Rồi rồi. Đáng ghét thật. Xong đấu à? Xong đấu thiên cung à? Ai da. Gớm nhờ. Thứ Morello thiếu cái cục phép đúng không? Chí mạng à. Thịt khổng lồ. Gì vậy? Tờ phắc. Xuống cho vào được. Lấy thịt khổng lồ lấy gì bây giờ anh em? Nên chờ thêm một tí đồ không nhỉ? Hơi hơi muốn chờ một tí đồ. Chờ cái phép cho con kia này. Hai cái chín mạng. Hai cái chín mạng này cần một cái nước mắt, nhưng mà chờ nước mắt lâu lắm. Khi lắp hai cái chín mạng này lấy một cái đồ fake. Đến cái giết khổng lồ nữa. Khổng lồ cho con quái à, Soraka. Bãi hút máu này. Này đi. Tấn thêm tấn công anh em. Shall I prove them right? Đây kênh 1 thôi, vẫn đuổi kịp. Nghĩa đuổi thì vẫn kịp. Vội lắm mà sống vội anh em này. Giờ sống vội. Giật khổng lồ cho con này à. Kênh cầm diệt khổng lồ kỳ ông ta hay cho Soraka. Soraka chắc chắn nó cần được quỷ thư Morello cho con này. Con Morgana mà thiếu quỷ thư thì sót trầm trọng. Giờ về bạn này khỏe thế. Sống vội tiếp anh em ơi. Đến giờ sống vội.
John 1 thôi anh em. À John 2 thôi anh em ơi. Cho cầm máu thôi. Để phải tìm kênh. Quan trọng nhất là tìm kênh. Soraka 2 này, có thể lên Soraka 3 cũng được tùy. Kitana chưa 2 Neko rồi này. Manfire Om. Morgana 2 rồi không? Morgana 2 rồi. Annie bỏ. Này nhá anh em nhá. Sử Thanh Hoa kia điên rồ quá. Không cân nổi đam luôn này. Cần một kênh 2 liền đấy. Ý tượng thủy văn này đi. Ý tượng thủy văn. Manfire thì đã mình có con Udi, mình cho con Udi vào. Hay là Manfire Azi Udi đi. Sợ thiếu đam nữa. Ủa mình bảo lấy cái phép cho con quỷ thư Morello mình không lấy nhỉ? Sống vội em ơi. Đến giờ sống vội rồi. Lee Sin next. Bắt con. Rất ghét Lee Sin. Hai vòng nữa, chờ một tí anh em ơi. Để cho tạo con nào đi. Nhớt anh em ơi. Lissandra này. Quét nó. Biến hình lắm thế. Má con Lissandra gắng ghét này. Lên 9 luôn anh em ơi. Vội lắm rồi. Ờ đúng rồi, đúng lúc mình cần lên 9 anh em ơi. 3 vòng tiếp theo. Chờ một tí. Morgana 2. Ok, cũng kịp lúc đấy, mà đấy đã quỷ thư rồi. Lee Sin. Mình ghét được Lee Sin đã, mình chả đánh Lee Sin luôn ấy. Bực mình đã mà. Lắc không cần nữa. Morgana, Soraka. Soraka ra cứ slow roll cũng được. Chờ tí anh em ơi, xong rồi lên 9. Lên 9 cho con gì vào nhỉ? Thiền giả. Con Diana đấy, bây giờ lại cần một con ấy, bây giờ thì lại cần con Lee Sin. Thôi mình không ham hố Lee Sin thì mình cứ bỏ luôn nó đi, thích Lee Sin lắm. Ủa đáp này nặng ở vấn đề tí anh em. Đã có vừa mình nên đi tìm cái phép cho con Morgana có thêm tí đam nữa, yên tâm hơn. Mong một vòng này có em. Lấy một con về yên tâm cũng được. Thêm Long Vương về tí nữa lấy. Đấy là một cái vòng bạn kia lên Long Vương 3. Rakan à? Khỉ ơi. Ê gớm vậy. Tí phải né mấy con Lissandra đã ra anh em ơi. Mấy con Lissandra biến hình con kênh mình điên phết. Đấy hay để kênh ra góc là vì vậy ấy à. Thì ra là vậy. Lắc bỏ. Lissandra bỏ. Sống vội không anh em? Làm một pha sống vội không? Không có phép rồi. Ây da. Thiêu đốt. Hay lấy tạm cái bùa đỏ này lấy thiêu đốt cũng được. Lấy tạm một cái này thôi. Biết lấy gì phép. Máu và chí mạng ra gì. Chùy xuyên phá móng vuốt. Máu à. Thêm cục máu đi.
Thủy xuyên phá, con này om nó búp búp tí tí đồ. Mùa đông vĩnh cửu, tam luyện kiếm à. Này, 40. Này luôn. Lại em quái bây giờ Soraka. Cười. Làm gì con Lissandra đi anh em ơi. Sợ hay quá à. Không thời gian mà vẽ vời đâu anh em ơi. Vội lắm rồi, sống vội lắm rồi. Đến giờ sống vội rồi anh em ơi. Linh diệt khổng lồ. Ô top 4 rồi này. Đánh cái gì mới lên top 4 này nhỉ? Con 2 OD. Ê bây giờ bảo con gì ra? Ai đây bỏ cái này ra còn gì? Cút bắt con. Ui giờ tao này cầm chí mạng nhìn buồn cười quá nhỉ. Em với con này rồi. Sò tạ mà đi. Không biết cho ai. Này mình cho Lissandra này vào nữa anh em ơi. Bỏ con Long Vương đi có hơi tiếc không ta? Bỏ con Queen Janna đi xuống con 3 thiên cung à? Đây... Nhưng mà mình muốn có con Lissandra này lắm anh em, nó biến hình được ý. Quan trọng lắm anh em. Con thần dưỡng không cần nữa này. Diana thì vẫn cần nhưng mà... Ui ôi, gặp bạn trăm máu. Lissandra. Mình muốn biến hình con Lissandra này. Cho con Soraka này vào đây, con này biến hình vào đây này, chạy nguyên góc con này. Hái cái Sojin liền. Sợ hãi thật. Không làm gì được anh em ơi. Này bạn ấy khỏe quá. Kéo đi luôn này. Tít đi luôn.
Làm gì được ạ? Ây à, khỏe quá à. Không cử bật luôn mà. Biến thành con kê được ngon. Giữ một con này biến thành con kê anh em ơi. Không cử bật luôn mà. Trời ơi. À, con Rakan 2. Quên đấy. Xin lỗi, quên đấy. Sojin ra một cái Sojin là ngon. Anh sai rồi. Cút. Sojin. Ui, cái gì đây, cái gì đây? Xếp để mũ phù thủy Rabon này đi. Ui mà không có Soraka thì tiếc quá nhỉ. Để một con gì hai đi anh em ơi. Một gần nào. Alice. Vội, vội quá, sống vội quá. Rồi, Lisa lại em ơi. Cho anh lại con Lisa được không? Lisa Algaib. Có quá muộn rồi không? Liệu có quá muộn rồi không? Sống vội quá anh em ơi, sao mình lại sống vội được như thế nhỉ? Không ghi môn này lại đấy. Liệu pha sống vội này của mình sẽ là kết cục mấy chăng? Đấm nó, đấm nó, đấm nó. Làm gì làm đi. Đúng rồi. Đấm, đấm. Ôi, sống vội không thành công rồi anh em ơi. Ây da. Quẩy lên Lee San 2 có khi. Có lẽ nào không? Ôi, Ashiba bạn này bá quá. Bạn này chịu. Lee San 2 cái Sojin. Anywho, vậy thôi, mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu bạn thích cái clip trên thì hãy like, subscribe và comment xuống phía dưới những góp ý các bạn có thể giúp mình phát triển kênh. Ok, bye bye.